Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 9 giờ sáng ngày 22 tháng 6 2023. Đây KL Central của thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Sáng hôm nay từ đây chúng ta sẽ bắt taxi đi khoảng độ 20 cây số tới một trại tị nạn rất nổi tiếng trong giai đoạn từ năm 1982 tới năm 1996. Đó là trại tị nạn chuyển tiếp Sungai Besi, hay có nhiều người đọc sẽ là Sungai Besi. Về trại tị nạn này là mình có hỏi chú Hùng, một người đã từng ở đảo Pulau Bidong và sau đó chuyển tiếp về Sungai Besi trước khi đi định cư ở Mỹ, thì chú nói là sau hơn 40 năm rồi, không nhớ chính xác cái vị trí đó ở đâu, chỉ nhớ là nằm bên ngoài thủ đô Kuala Lumpur. Thì mình có tham khảo thông tin trên mạng của những người là Malaysia thì mình được biết là trại tị nạn đó nằm ngay gần khu vực của một trạm xăng có tên là Petronas Solaris. Một lần nữa các bạn nha, đó là Petronas Solaris Sungai Besi. Thì sáng hôm nay mình bắt taxi đến đó, giá sẽ là 24 ringgit các bạn, giá tụi nó là rẻ ha. Rồi bây giờ chúng ta đợi taxi chúng ta đi thôi. Rồi tụi nó lên taxi ha. Tụi đọc thông tin trên mạng chính xác là từ trang của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, thì những thuyền nhân Việt Nam, chính xác là 47 thuyền nhân Việt Nam đến được bờ phía đông của Malaysia vào tháng 5 năm 1975, và từ đó tới tháng 6 năm 1996 khi đóng lại cái trại cuối cùng, đó là trại tị nạn Sungai Besi, thì có khoảng 255.000 thuyền nhân Việt Nam đã từng tá túc ở đây. Thì trong số đó là hơn 248.000 người đã được đi định cư ở địa tam quốc gia, còn hơn 9.000 người là buộc phải hồi hương các bạn. Đó là chúng ta chưa kể rất nhiều người đã phải vĩnh viễn nằm lại ở Malaysia. Đây đường xá thủ đô Kuala Lumpur ha. Một lần nữa chúng ta đang chạy tới Petronas Solaris Sungai Besi. Theo thông tin trên mạng thì đó chính là cái nơi mà ngày xưa là trại tị nạn Sungai Besi hay là Sungai Besi. Tụng đọc thông tin trên mạng rất rất nhiều các bạn, nhưng mà lọc thông tin thì không ra được cái gọi là chính xác là từ các thuyền nhân Việt Nam á, nói rõ là cái vị trí nó nằm ở đâu, do nó phải căn cứ vào nguồn của các bạn Malaysia. Như vậy là từ thủ đô Kuala Lumpur chúng ta có thể đi thăm trại tị nạn Sungai Besi, cũng từ đây chúng ta có thể bay với hãng AirAsia để đến được thành phố Terengganu với giá chỉ khoảng độ 40 đô thôi, và sau đó thì từ sân bay thành phố Terengganu chúng ta đi taxi với giá khoảng độ 12 đô nữa là sẽ tới được bến tàu Meranchatti. Rồi từ Meranchatti các bạn sẽ để bắt tàu để đi ra đảo Bi Đông. Như mình đã nói, đó là giá khoảng độ hơn 100 đô cho một chiếc tàu có thể chở được khoảng độ 10 người. Thì trong trường hợp các bạn cần đi thì đó chính là hành trình các bạn. Và ngay tại thành phố Terengganu các bạn cũng thể thăm nghĩa trang của 108 mộ đơn lẻ và 6 mộ tập thể mà mình đã từng ghi hình. Rồi từ đó các bạn có thể bắt taxi hoặc là đi xe buýt đến khu vực của bang Kelantan để thăm mộ tập thể của 123 thuyền nhân. Thì trong hành trình này về Malaysia du ký, tụi chỉ có thể làm được như vậy thôi. Sáng hôm nay sau khi thăm trại Sungai Besi thì tụi sẽ ra thủ đô sân bay Kuala Lumpur để bay về Sài Gòn. Và hy vọng trong lần tới thì tụi có thể đi qua Thái Lan, đi qua Malaysia và sẽ tiếp tục ghi hình những trại tị nạn khác để hiểu thêm về lịch sử, một phần đau buồn của lịch sử dân tộc. Và rất mong là cô chú anh chị sẽ ủng hộ loạt video để có đủ chi phí cho chuyến đi các bạn. Đây là quang cảnh bắt đầu có thể gọi là từ từ rời xa ngay trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Tỉnh Bi Đông có list thì dông, tỉnh Sungai Besi có list
thì đi. Vậy là hai cổ nói rất nổi tiếng ha. Cũng là tôi đọc thông tin trên mạng là ngay tại Sangapasi này có rất nhiều người đã kết hôn và sinh con ngay tại đây. Như vậy thì các anh chị đó năm nay cũng đã phải trên 40 tuổi rồi. Lịch sử thời gian qua rất nhanh. À, Tùng có đọc thông tin nữa về trại tị nạn Pulau Bidong á, thì có cô chú nói là lúc đó có rất rất nhiều gọi là chuột, chứ không phải là muỗi, mà gọi là chuột buổi tối nó leo lên, nó tấn công, nó cắn người luôn. Và Tùng có hỏi chú Hùng thì chú Hùng cũng xác nhận là hồi đó rất rất nhiều chuột các bạn. Thực sự không thể tưởng tượng là cuộc sống trên đảo nó lại có nhiều cái khó khăn như vậy trong những ngày đầu. Còn đợt Tùng đi thì chủ yếu chỉ là muỗi thôi, nó muỗi khủng khiếp luôn, nó cắn rồi nó sưng tay sưng chân luôn các bạn, cho nên các bạn đi là nhớ phải mang theo thuốc xịt muỗi nha. À, cô chú anh chị đang xem video này thì cho con được hỏi là ngày xưa cô chú anh chị bay từ thủ đô Kuala Lumpur thì bay từ sân bay nào? Cũng như là con muốn hiểu thêm về cuộc sống ngay trong trại Sangapasi. Xá tốt ha, chạy vù à. 20 cây số này chắc chạy trong vòng khoảng độ 20 phút tới không? Sau đó thì đi xe Grab ra sân bay luôn. Xe máy thì chạy lẹ một sân xe hơi. Mà ở Malaysia này chỉ có cái điểm chỗ là cái xe máy chạy chung với xe hơi với lại xe tải đồ á, không có làn riêng mà họ chạy nhiều khi mình thấy sợ. Mà xe máy ít lắm, không có nhiều. Đúng rồi. Bản thân mình thì lại không có dám chạy như vậy. Băng qua băng lại. Ở thủ đô Kuala Lumpur là hơi khó chạy, ở các thành phố khác là đỡ hơn. Ở Penang cũng hơi khó đó. Lúc mà lên mấy cầu vượt á ha. Ở Penang là mấy cái nhánh rẽ của cầu vượt á. Yeah. Nó có một làng à. Yeah. Đi lố nghĩa là phải đi một cái vòng rất là lớn. Yeah. Luôn. Tùng nói chút xíu về hành trình du ký lần này á, thực ra là ban đầu là Tùng không hề biết về sự hiện diện của trại tị nạn Pulau Bidong. Nhưng mà khi mà Tùng làm video về Malaysia thì có cô chú gửi thông tin. Sau đó thì Tùng thấy rất là hứng thú, rất muốn tìm hiểu về lịch sử. Thì kết thúc cái chuyến ban đầu là Tùng từ Malaysia đi về Sri Lanka. Và ngay tại Sri Lanka thì Tùng bắt đầu đọc thông tin về trại tị nạn Pulau Bidong nhiều hơn. Và quyết định quay trở lại Malaysia. Và ban đầu cũng nghĩ là chỉ thăm trại tị nạn Pulau Bidong thôi. Nhưng mà sau đó đứng trước các ngôi mộ, thực ra là ngôi mộ vô danh, thì cảm thấy rất là xúc động. Thật lòng mà nói là lúc đó là nước mắt chảy trong lòng. Không nghĩ là sẽ chứng kiến một cảnh như vậy. Rồi tự nhiên mình thấy đau cho nó đau của họ luôn ha. Dạ, rất là đau. Rồi thêm cái thông tin nữa về những cái nghĩa trang. Trong khi lúc đó là Tùng đã rời Pulau Bidong rồi, đã đến đảo Rê Đăng rồi, thì bắt đầu đọc thông tin về các nghĩa trang thì phải xoay ngược một lại một lần nữa là từ Bang Kelantan, tức là từ đảo Perhentian mới quay lại. Và cảm thấy là giống như có một cái trách nhiệm, thực sự mà nói là giữa con người với con người. Thấy rất nhiều cô chú cũng lớn tuổi rồi, ở độ tuổi 70-80 thì không phải ai cũng dễ dàng. Gọi là có điều kiện về thời gian, về tài chính, về sức khỏe để đi đến đây. Đó tôi quyết định là thôi thì mình làm được thì mình làm, gọi là ghi lại những thước phim để cô chú anh chị xem. Ủa con, cái đó phải là cái tàu đi sân bay không vậy? Đúng không? Không biết nằm chỗ nào. Đây là con đường từ Sangapasi về trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Không biết có bao nhiêu cô chú anh chị đã từng đi con đường này và ngày xưa nó như thế nào. Rõ ràng là bao nhiêu. Đúng rồi. Có thể nhìn cảnh này, có thể nói là cái cảm xúc nó sẽ dâng trào rất nhiều. Vấn đề tài chính, vấn đề sức khỏe nè. Thời gian không phải ai cũng đi được. Chính mình đi dài mình cũng thấy mệt chứ bộ.
xác là cái con đường ra sân bay đó các bạn, cái tàu điện đó đó. Hành trình sắp tới thì có khả năng là Tùng sẽ đi về khu vực đảo Pulau Tioman và thăm những trại tị nạn gần đó, và có thể sẽ dịch chuyển xuống khu vực gần Singapore. Cũng có nhiều cô chú anh chị yêu cầu đi Indonesia và Philippines, nhưng mà chắc là khoảng thời gian sau nữa. Không phải là Tùng than, nhưng thực sự mà nói là view về những cái vùng như là Philippines hoặc Indonesia nó thực sự sẽ là thấp. Tùng dự đoán là vậy, ngoại trừ Thái Lan. Do đó nó cũng là về vấn đề, đặt vấn đề chi phí. Là như cái đợt này Tùng đi Malaysia, view nó mức độ bình bình, nhưng mà Sri Lanka mức độ view cực kỳ thấp. Thậm chí là ngay là cái đợt này ở Malaysia đi về các thành phố thiên đường biển đảo, view cũng thấp luôn. Cho vấn đề chi phí phải đặt ra rất là nặng, bài toán á. Do đó Tùng vẫn phải chọn cái yếu tố an toàn hơn, đi về những nơi thực sự mà người Việt Nam gọi là thích xem, để có đủ chi phí cho những hành trình sau này. Và nếu cô chú anh chị thực sự thương thì cô chú anh chị ủng hộ xem những cái video để Tùng có thêm được cái chi phí để cho chuyến hành trình về miền Nam Thái Lan, thăm các trại tị nạn, qua lại Malaysia, Indonesia và Philippines. Rồi, chúng ta đã tới được cái vị trí của gọi là cái Petronas Solaris Sun Gate Percy các bạn. Đây là khu vực Sun Gate Percy nha. Bên kia tay trái đúng không? Mà phải quay lại một cái vòng, okay. Vòng khá lớn. Để chú quay vòng đi. Tôi chỉ có thể ngồi trên xe và quay hình như vậy thôi, còn một lát xuống tới nơi mình xuống luôn ha. Đúng rồi. Rồi đó mình bắt cái một cái tàu ráp khác để đi về thủ sân bay. Con đường giờ chắc nó thay đổi hết rồi, so với ngày xưa đã hơn 40 năm rồi. Cây xăng KFC với một cây mon. Thấy trên bản đồ vậy á. Ta thấm thía tự sinh cuối bước nhọc nhằn. Hồi xưa xem Asia cái video về cái bài hát đó, ngay lúc mà cô Khánh Ly của ca, ngay ta thấm thía tự sinh, lúc đó thì còn nhỏ chưa có hiểu lắm, nhưng mà đứng ở trại tị nạn Pulau Bidong thì thực sự là cảm xúc nó dâng trào, càng hiểu hơn về câu chuyện. Và nếu tôi nhớ không lầm thì đó như là cuốn Asia số 9. Tự sinh cuối bước nhọc nhằn, đợi dù phun hoa cát. À đúng rồi, đây để tấm bảng lướt qua rồi. Sun Guy Percy lướt qua không kịp luôn. Sun Guy Percy lúc thì ghi là Sun Guy, lúc thì ghi là Sun Gay. Sun Gay sẽ đăng nữa. Ừ. Vị trí bản đồ là Sun Gate Sedan.
là thời thuyền nhưng chết đuối, biển sóng xô bờ. Tôi không nhớ chính xác lời ca các bạn nhé, chỉ nhớ thoang thoảng vậy thôi, mang máng. Các bạn thấy là từ ngay KL Central trạm xe điện ra tới đây chỉ có 24 25 ringgit thôi, giá cũng mềm nha. Một đô bây giờ là 4.6 ringgit, điều có nghĩa là khoảng độ 5 đô là chúng ta đi được 20 cây số rồi. 120.000 á. Dạ. 123 cỡ đó. Đây là cái trạm đó đúng không? Đó, phía trước đó. Ok. Mình sẽ dừng lại. Có tí lift luôn. Có tí lift. Cái lift là chỗ bán. Yes, right. No. Yes, yes. Terima kasih. Hỏi chị chú đứng đây luôn đợi mình luôn hả? Hỏi. Cho đi không? Nhưng mà silakan tunggu. Saya mau pergi airport. Airport. Yeah. Okay. Yes. Hỏi. Bấm tiền luôn, bấm coi không biết bao nhiêu tiền, nói làm sao. Chú đi không nói được tiếng Anh các bạn, nãy mới nói được mấy câu tiếng Malaysia. Mở Google Translate. Okay. Hoàn thành đi. Em không có... Để mình bước xuống mình quay hình các bạn xem. Chúng ta bước ra khỏi taxi các bạn ha. Đây chính là Petronas Solaris Sungai Persi. Thông tin trên mạng của các bạn Malaysia thì đây chính là khu vực trại tị nạn ngày xưa. Ở đây hiện tại có KFC. Selamat datang. Tôi quay chậm cho các cô chú anh chị xem. Không rõ ngày xưa như thế nào. Từ ngoài chúng ta bước vô các bạn nha. Đây ngay cây xăng. Hãy các bạn xem nè. Đây chính là Petronas Solaris Sungai Persi, hoặc là Sungai Persi. Ngay tại đây sẽ có một cái siêu thị mini và KFC. Sao nghe biết có tiếng nhạc không ta? Không phải không? Không biết ngày xưa thì cái trại tị nạn có diện tích lớn như thế nào. 1982 tới năm 1996, 21 năm. Kết thúc một giai đoạn lịch sử đau thương của thuyền nhân Việt Nam. Hơn 255.000 người đã từng ở Malaysia. Trong đó thì mình đọc thông tin từ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc là hơn 248.000 người thuyền nhân Việt Nam đã định cư ở địa tam quốc gia, và còn khoảng độ 9.000 người hồi hương.
Đây có vẻ chính là cao tốc. Rồi, từ sân bay Percy chúng ta ra sân bay các bạn nha. Số tiền là 65 ringgit tính theo app của Grab. You come here for vacation or for working? Where are you working? I travel around, make videos. Yeah. So you... Các bạn nghe giọng khác rồi đúng không? Đổi người rồi các bạn. Lý do là bởi vì khi tới được cái trạm đó thì chú nói là chú không có đi theo cái app mà chú đi theo bật công, gọi là taxi meter đó các bạn đó. Nhưng mà chú bật thì thôi, xong mày hỏi chú đưa ra cái giá luôn thì chú đưa ra giá là gần 100 đồng, trong khi từ cái bật trên app chỉ có 65 đồng thôi. Thôi mình đi một người khác. Rất muốn ủng hộ, từ ra sân bay rồi chú sẽ có tìm khách khác nữa, nhưng mà cuối cùng là chú lại đưa ra một cái giá cao quá. Ừ, cao hơn rất nhiều so với cái app. 100 ngàn. Và nhớ nha, tốt nhất là sử dụng app. Giá thì đó phải cụ thể, đừng yeah. Cho họ bật công tắc giờ. Và đây cũng là ở Việt Nam luôn các bạn. Mình mới đọc thông tin hôm qua ở trên báo Tuổi Trẻ về cái vụ gọi là đi có 2 cây số, 3 cây số gì đó, tốn 500 ngàn đồng do họ gọi là cài cái gì ta? Họ cài một cái công tắc, cứ mỗi lần họ thắng họ giật cái vô lăng á, nó lên thêm 50 ngàn. Yeah. Và cái đoạn đường từ trong sân bay đi ra tới Trần Quốc Hoàng á là 550, là phóng viên giả làm hai người nước ngoài á đi. Đó là cái sự khốn nạn đó, gọi là cái kiểu gọi là sao ta, mày nói là cái chặt chém, gọi là thứ hai là cái phong cách của những lại, người làm rất là chụp giật. Anh biết tại sao có vụ sinh ra những cái loại gì không? Là do chính sân bay, ở trong nội bộ sân bay nó làm khó với lại những tài xế công nghệ á. Hiện tại tài xế công nghệ muốn đón khách á, nó sẽ có một cái bãi riêng, và cái bãi nó rất là xa. Có nghĩa là du khách mà muốn đặt Grab hay cái gì đó thì phải đi bộ ra. Mình vẫn khuyến khích các bạn ở chỗ là khi mà tới sân bay đó, tốt nhất là các bạn có leo lên xe của Phương Trang hoặc là xe buýt ngay trước sân bay đó. Các bạn đi rời khỏi ngay sân bay đi, rồi ra tới bên ngoài các bạn muốn đón gì các bạn đón rất dễ. Nếu mà đi xe buýt thì có khoảng độ như là 5 ngàn gì đó, còn nếu mà đi xe của Phương Trang đó, có 15 ngàn đồng thôi. Đó, đi ra ngoài rồi đón tha hồ mà đón. Cứ 15 phút là có một chuyến ha. Đây là một cách gọi là phải nói là đối phó lại với cái kiểu gọi là vận hành rất là sao ta, và đang cái kiểu gọi là chi phí nữa, cái gọi là đẩy khách hàng vào một cái thế khó mà thế khó. Yeah. Ngày trước á, những cái xe mà muốn vào sân bay á thì mỗi tài xế cũng phải đóng có 10 ngàn thôi, mà hiện tại là đang gọi là sao ta, họ nâng cái giá lên á. Em đọc được á là đối với cái hàng khoan chính xác chưa, không chính xác thì mới đọc, thật sự mới đọc vô công bố chưa? Công bố rồi. Ok. Bên sân bay công bố luôn mà, là hiện tại đang nâng cái giá lên. Rồi, cái giá trần okay. Rất là cao. Mình không có bàn sâu vô đó, mình nói là các bạn tốt nhất cứ đi xe Phương Trang hoặc xe của xe buýt đi ra ngoài 5 ngàn hoặc 15 ngàn, sau đó thoải mái mà đón, đừng ở ngay trong sân bay mà đón, thật sự luôn. Mình nói là sao, là kẹt đường, kẹt xá, kẹt xe, nhưng mà cách vận hành thì làm cho nó càng ngày càng tồi tệ. Hỏi vậy làm sao phát triển du lịch gây tại ngay sân bay là đã cảm thấy là mệt mỏi với cái cách vận hành của họ rồi. Thực ra đâu được bao nhiêu du khách có thể nói là họ biết được hết những cái chiêu trò đó, với hai là họ đâu phải là dễ dàng để biết được cái chỗ nào là đậu xe buýt đâu. Lỡ ngỡ là bị dính. Bây giờ mới để ý là ở đây là rừng thông các bạn ơi. Ngay khu vực sân bay Percy này có rừng thông. Thông hay là dương ta? Lướt qua rồi, không thấy rõ lại.
đây các bạn thấy nè, SG Percy nha, Sun Gate Percy. Đó, chúng ta lướt qua. Nhấp nháy quá trời.